Các anh chị em và các bạn, chiều hôm qua tôi đã mời anh chị em và các bạn chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, để ở đó ta có thể khám phá ra dung mạo đích thực của Thiên Chúa là ai. Không phải là một Thiên Chúa quyền năng như người đời thường nghĩ tưởng, mà là một Thiên Chúa tình yêu. Và nếu Ngài là đấng toàn năng thì đấy là sự toàn năng của tình yêu, sự toàn năng của người cha. Và nếu ta thực sự tin vào một Thiên Chúa tình yêu như vậy thì đương nhiên cái đạo mà ta sống đó phải là đạo yêu thương thôi. Đây không phải là một mệnh lệnh luân lý hay đạo đức, mà là một dòng chảy rất đỗi tự nhiên. Như nước thì phải chảy, mây thì phải bay, gió thì phải thổi, thế thôi, rất tự nhiên. Cái câu hỏi mà chiều hôm nay tôi muốn được gợi ra để cùng với anh chị em suy nghĩ đó, vậy thì cái đạo yêu thương đó đâu có phải chỉ để cho mình ngắm đâu, mà phải được sống chứ. Vậy thì cái đạo yêu thương đó cần phải được sống ra làm sao? Anh chị em và các bạn biết đó, cuộc sống của con người được dệt bằng những tương quan. Tôi nói thì nghe nó có vẻ triết lý vậy, nhưng mà thực sự hàng ngày chúng ta sống, mình không có sống một mình trên một hòn đảo, mà luôn luôn là mình sống với người khác, mình sống giữa người khác, mình sống giữa xã hội. Thế nếu cuộc sống của con người được dệt bằng những tương quan như vậy, thì sống đạo yêu thương có nghĩa là làm sao để cho tình yêu được thấm vào trong những tương quan đó. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta có gửi cho các bạn trẻ công giáo trên toàn thế giới một sứ điệp nhân ngày Đại hội Giới Trẻ, tức là Chủ nhật sắp tới đây này. Ở trong trung tâm mục vụ của tôi, các bạn trẻ đang ráo riết chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Giáo Phận vào buổi chiều ngày mai. Thế thì trong sứ điệp giới trẻ đó, Đức Giáo Hoàng nói đến việc đưa tình yêu vào trong ba mối tương quan. Mà tôi nghĩ cái này không phải chỉ cho giới trẻ đâu, mà là cho tất cả chúng ta, kể cả các cụ lớn tuổi. Ba tương quan đó là: thứ nhất, đối với giáo hội; thứ hai, đối với gia đình; và thứ ba, trong đời sống xã hội. Chiều hôm nay tôi cũng xin gợi ý với anh chị em một vài suy nghĩ về ba mối tương quan đó, đặc biệt là về gia đình. Thế bây giờ nói đến cái chuyện đạo, theo anh chị em thì có cái dấu hiệu nào để người ta nhận biết một người là theo đạo Công giáo? Các bạn trẻ, có cái dấu hiệu nào để các bạn biết là một người theo đạo Công giáo? Tôi nghe một số bạn xì xào và tôi đoán có thể là các bạn sẽ trả lời thế này. Đó là khi mà chúng ta yêu thương nhau. Bởi vì chính Chúa nói là người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Trả lời như vậy là 10 điểm rồi. Rất hay rồi. Nhưng mà đấy là bởi vì anh chị em là người Công giáo. Anh chị em biết Thánh Kinh, anh chị em biết lời Chúa, anh chị em mới trả lời như vậy chứ. Chứ còn giả như bây giờ đó, một người người ta ở ngoài giáo hội Công giáo
thì làm thế nào để người ta nhận biết một người là theo đạo? Ở đấy tôi thấy có anh đưa cây thánh giá liền. Rõ là như vậy thôi. Cái dấu hiệu cụ thể nhất đó là thấy một người làm dấu thánh giá. Các bạn trẻ nhớ không? Lúc mà mình coi đá bóng đó, mấy anh cầu thủ Nam Mỹ, mấy anh ấy vào sân cái là anh ấy làm dấu, thì mình biết là anh này có đạo rồi. Ra ngoài quán phở, ăn tắt phở, liếc nhìn sang bàn bên cạnh, thấy có cái chị ấy, trước khi chị ăn, chị làm dấu thánh giá. Chắc không phải Phật giáo, Công giáo đấy. Cho nên có một cái dấu hiệu rất là cụ thể vậy, là dấu thánh giá. Dĩ nhiên là chúng ta phải làm cho nó nghiêm túc vào thì mới ra được. Tôi nói như thế là bởi vì tôi cứ nhớ hoài cái câu chuyện của cha Tiến Lộc, ông ấy kể đại khái đó là mấy nhà dòng khổ tu đó thì các thầy là thức sớm lắm, có khi là 3 giờ sáng đã phải ra nhà thờ để nguyện kinh rồi. Và các thầy thì đạo đức lắm, cho nên là trước khi bước vào nhà thờ đó thì ở cuối nhà thờ có bình nước phép, lấy tay dúng vào đấy làm dấu thánh giá rồi mới vào chỗ. Có cái anh thanh niên nó ở đâu, nó tới nó phá đám, nó lấy hết nước phép ra, nó đổ mực vào. Các thầy thì mặc áo trắng tinh, 3 giờ sáng lồm cồm dậy vào nhà thờ nguyện kinh. Ông nào cũng vui vẻ nhúng nước phép làm dấu, hóa ra tinh mực. Nhưng mà từ đó người ta mới khám phá ra cái điều này nó lý thú hơn, là không có vị nào đủ 4 dấu cả. Có vị được có 2 dấu thôi, có vị được có 1. Lúc bây giờ thì dấu thánh giá là làm dấu theo cái kiểu đuổi ruồi. Và chính anh chị em và tôi cũng có những khi làm dấu thánh giá như đuổi ruồi, vèo cái là xong. Đi nhậu đã rồi lăn lên giường ngủ, nhưng mà vẫn còn nhớ mình là người Công giáo, làm dấu thánh giá vèo cái hay là ngủ. Dấu thánh giá mà làm cho nghiêm túc đó thì dấu đó gọi chúng ta về thập giá của Chúa Giêsu. Bởi vì chúng ta cùng với lời đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần thì ta vẽ trên chính thân xác mình cây thánh giá nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Cho nên dấu thánh giá gọi chúng ta về với thập giá của Chúa Giêsu đây này. Và chính ở nơi thập giá này mà anh chị em và tôi phải đi tìm cái câu trả lời: đạo là gì? Đạo là gì? Thế bây giờ anh chị em chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá, suy nghĩ xem đạo là cái gì. Dĩ nhiên nói đến đạo là phải nói đến Chúa rồi. Cụ thể nhất ở Việt Nam chúng ta đó, trong những văn bản chính thức của nhà nước cũng như là người ta viết ở trên báo chí đó, người ta đâu có gọi mình là Công giáo đâu, mà gọi là người theo đạo, đạo Thiên Chúa. Nói cho nó đúng ra thì đâu có cứ gì người Công giáo mới tin có Chúa. Rất nhiều người Việt Nam tin có Chúa, nhưng có thể người ta không gọi là Chúa mà người ta gọi là ông trời, người ta gọi là tạo hóa, người ta gọi là ông thiên. Nhưng mà thường là người ta nói về người Công giáo là người theo đạo Thiên Chúa.
Vậy thì khi mà chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá đó, thì anh chị em khám phá ra Thiên Chúa là ai. Ở trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng Chúa là ai? Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Chúa là Đấng toàn năng. Nói đến Chúa là phải nói đến quyền năng. Không có quyền năng thì làm sao mà tạo dựng được cả đất trời, cả muôn vật hữu hình và vô hình. Nói đến Chúa là phải nói đến quyền năng. Nhưng bây giờ tôi hỏi anh chị em này, khi anh chị em nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá đó, thì quyền năng ở đâu? Quyền năng ở đâu? Quyền năng mà lại bị đóng đinh như vậy thì nghĩa là làm sao? Thánh Kinh kể rất rõ, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá thì những vị lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ đứng ở dưới chân thập giá mà thách thức Chúa. Nếu quả thật ông là Đấng Kitô đó, thì ông xuống khỏi thập giá đi, rồi chúng tôi sẽ tin. Mà Chúa Giêsu xuống không nổi. Thiên Chúa gì mà kỳ cục vậy? Thiên Chúa gì mà để cho người ta đóng đinh mình vào thập giá mà xuống không nổi? Cho nên những người đóng đinh Chúa, người ta tin chắc rằng ông Giêsu này không phải là người của Thiên Chúa. Nếu ông ấy là người của Thiên Chúa thì Thiên Chúa phải giải thoát chứ. Mà hơn nữa, nếu ông ấy là Thiên Chúa thì ai làm sao mà có thể đóng đinh ông được? Đấy, bây giờ anh chị em trả lời cho tôi, quyền năng ở đâu? Quyền năng ở đâu khi mà nằm chết ở trên thập giá như vậy? Có khi mình quen quá rồi, mình không còn đặt câu hỏi đó nữa. Có một triết gia vô thần đã nói thế này nè: các anh các chị là những người Kitô hữu đó, các anh các chị không biết nhục, bởi vì các anh chị quỳ mà thờ lại một con người trần trụi ở trên thập giá như vậy mà không biết nhục. Ông mắng nhiếc chúng ta như vậy. Thế bây giờ mình phải trả lời sao? Tại sao mình tin? Anh chị em nhớ lại đi, trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Trước khi nói đến toàn năng, chúng ta đã tuyên xưng Chúa là Cha. Và cái từ Cha đó, nó mang một âm hưởng của sự bao dung, của tình yêu thương. Đúng không? Các người cha đang có mặt ở trong nhà thờ. Trước khi ta tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng thì ta đã gọi Chúa là Cha. Và bây giờ cái hình ảnh người cha trong Kinh Tin Kính đó gợi cho tôi về một người cha mà trong bài đọc thứ nhất hôm nay anh chị em đã nghe, đó là tổ phụ Abraham. Nhưng mà anh chị em mới chỉ có nghe câu chuyện phần đầu, tức là Chúa gọi Abraham bỏ hết tất cả mọi sự mà lên đường đi đến một miền đất Chúa sẽ chỉ cho. Và Chúa hứa là Chúa sẽ làm cho Abraham trở thành cha của một dân tộc đông như sao trời và cát biển. Mà Abraham sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự lên đường, bởi vì Ngài tin tưởng vào Chúa. Ấy thế mà trong thực tế,
đợi mãi chả được một mụn con nào. Cha của một dân tộc đông như sao trời và cát biển mà đợi hết năm này qua năm khác không có mụn con, mà ông vẫn tin. Mà bà vợ ông thì sốt ruột quá rồi, cho nên là bà vợ ông ấy xúi vào thôi lấy cô khác đi. Tiện bà ấy có một cô đầy tớ gái đó, thế là bà ấy nhường cho để tổ phụ ăn nằm với lại cô hầu gái đó mà có con nối dõi tông đường. Ở đây không biết là có bà nào, có chị nào mà lại rộng rãi như thế không nhỉ? Và Sarah kể là bà ấy cũng rộng lượng thật đi chứ. Thế là tổ phụ Abraham vâng lời, ăn ở với cái cô tớ gái đó rồi sinh được một đứa con. Vậy mà Chúa vẫn không chịu. Chúa bảo đứa con này là đứa con theo tính toán xác thịt, chứ không phải là đứa con mà ta hứa ban. Tổ phụ Abraham lại chờ. Rồi cuối cùng, khi mà bà Sarah bà ấy đã già lắm rồi, Chúa cho sinh con. Bây giờ ta tưởng tượng đi, một người cha mà mãi cho đến cả gần trăm tuổi mới có một mụn con, thì bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hy vọng đổ dồn vào đứa con đó. Đứa con đó là chính mình. Vậy mà một ngày kia, Chúa nỡ lòng nào mà Chúa bảo Abraham, hãy đem đứa con duy nhất đó lên trên núi mà sát tế và hiến dâng cho ta. Có khi chúng ta đọc cái câu chuyện này nó quen quá rồi, cho nên mình không còn cảm thấy nó khủng khiếp như thế nào. Chứ thú thật là khi tôi đọc cái câu chuyện này là tôi thấy Chúa ghê quá. Sao mà Chúa ác quá vậy không biết. Người ta có mỗi một đứa con, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc của người ta đặt vào đó, mà Chúa nỡ lòng nào mà Chúa bảo phải hiến dâng cho Chúa. Sao mà Chúa ác dữ vậy? Mà lại không phải là một người khác, mà là yêu cầu chính Abraham cầm dao đâm chết con mình để dâng cho Chúa. Chúa sao mà kỳ cục vậy? Dạy người ta làm những cái chuyện nó nghịch luân thường đạo lý. Thế nhưng khi bình tâm đọc lại câu chuyện kinh thánh đó, mà đối chiếu, mà chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, tôi khám phá ra một ý nghĩa khác, thưa anh chị em. Abraham hiến dâng con mình cho Chúa, nhưng mà Thánh Kinh kể lại là khi ông cầm con dao dương cao để định đâm xuống đứa con, thì có thiên thần hiện đến nắm tay ông lại và thôi được rồi, Chúa hiểu lòng của ngươi rồi. Thế là đứa con vẫn sống, ông ấy vẫn có đứa con. Còn bây giờ anh chị em tưởng tượng coi, anh chị em nhớ lại coi, ở trên đồi Can Vê đó, khi người ta đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá đó, thì có bàn tay nào hiện đến để ngăn lại không? Khi người ta cầm lưỡi đồng mà đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu thấu tận trái tim đó, thì có bàn tay nào ngăn lại không? Hay là Thiên Chúa chấp nhận để trao ban một cách trọn vẹn người con duy nhất của Ngài là Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta? Cái câu chuyện của tổ phụ Abraham chỉ là hình bóng để nói trước về tình yêu, về sự hiến dâng mà chính Thiên Chúa ban tặng cho ta. Cho nên qua câu chuyện đó, ta trở về với lời tuyên xưng
Đúng rồi, Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nhưng sự toàn năng đấy không phải là sự toàn năng của những tên độc tài nắm quyền lực cho tay trong tay của mình để mà hủy diệt người khác. Nhưng sự toàn năng đó là sự toàn năng của một người cha, sự toàn năng của tình yêu. Và sự toàn năng đó được thể hiện trên thập giá của Chúa Giêsu, khi mà Thiên Chúa hiến ban trọn vẹn người con duy nhất của Ngài cho chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta là như vậy. Đạo Kitô, đạo Công giáo là như thế. Nếu anh chị em đồng ý như vậy thì tôi thấy lúc nãy anh chị em hát một bài hay lắm. Tôi mời anh chị em lấy bài hát đó ra cùng với ca đoàn, tất cả chúng ta hát lên như là một lời tuyên xưng đức tin của mình vào Thiên Chúa là tình yêu. Bài hát này dựa vào bài Tin Mừng anh chị em đã nghe. Trong đó cái câu quan trọng nhất đó là Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban con một của Người, để những ai tin vào con của Người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Tôi nhớ có một học giả Thánh Kinh nói rằng, giả như một ngày nào đó mà chúng ta mất toàn bộ sách thánh, ta chỉ còn có được mỗi một câu đó thôi thì cũng đủ rồi. Bởi vì câu đó nói lên cốt lõi của đạo Kitô. Thiên Chúa là tình yêu, đạo Kitô là đạo yêu thương. Cái hình ảnh mà chúng ta có về Thiên Chúa đó thưa anh chị em là quan trọng lắm. Một nhà thần học nói thế này này: bạn hãy nói cho tôi biết, đối với bạn, Thiên Chúa là ai? Và tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là ai? Mình theo đạo lâu năm nhưng mà chưa chắc là mình đã có cái hình ảnh về Thiên Chúa đúng như là Chúa Giêsu dạy mình. Và chính cái hình ảnh mà chúng ta có về Thiên Chúa đó sẽ hướng dẫn đời sống đức tin của ta. Anh chị em nhớ lại ý dụ ngôn mà chúng ta hay gọi là người con hoang đàng. Sau này người ta gọi đó là dụ ngôn tình phụ tử. Nhưng cũng có một vài tác giả đề nghị đặt tên cho cái dụ ngôn đó là hai đứa con. Không chỉ có đứa con hoang đàng nhưng mà có ông anh cả nữa. Và mỗi một đứa con đó nó tượng trưng cho một cái nhìn về Thiên Chúa, một quan niệm về đạo, và từ đó dẫn đến một lối sống đạo. Anh chị em nhớ lại coi, cái người con mà chúng ta gọi là đứa con hoang đàng, đối với nó thì người cha có thực sự là cha không? Thưa không. Anh ta coi người cha như một viên cai ngục vậy. Trời ơi, ông ấy bắt tôi ở trong nhà với ông ấy đặt ra khuôn phép, đặt ra lề luật đủ thứ hết. Tôi không có tự do chút nào hết, tôi không có cảm thấy thoải mái chút nào hết. Thế cho nên anh ta nhất định là phải đi. Cha còn đang sống mà nhất định đòi cha chia gia tài cho mình. Thường thường đó, lúc cha chết đi thì anh em mới chia gia tài. Đằng này bố còn sống sờ sờ đó đấy mà đòi chia gia tài thì có khác gì nói với bố
thôi ông già ơi, ông chết sớm sớm đi cho tôi nhờ. Con bất hiếu vậy. Nó nhìn cha nó như là viên canh ngục vậy, chứ không phải là một người cha. Và anh ta là đại diện cho những người tuy sống trong đạo đấy, trong lòng giáo hội đấy, thế nhưng mà luôn luôn cảm thấy Chúa là một ông hung thần. Chúa chỉ rình rình là mình phạm tội cũng đá một phát xuống hỏa ngục. Cho nên là mình cảm thấy là sống ở đây sống không nổi, không có thoải mái chút nào hết. Bỏ đạo cho nó xong. Mình sống theo cái bản năng, sao thở sở thích tự nhiên của mình, nó sung sướng hơn nhiều. Đấy, anh chị em cứ nghĩ lại xem, thỉnh thoảng trong đời mình nó có hơi hơi giống giống vậy không? Đấy là anh con thứ nhé. Còn anh con cả thì làm sao? Anh ta có nhìn người cha như một người cha không? Dạ thưa không. Bằng chứng là khi đứa em nó ăn chơi hoang đàng rồi nó rách nát, nó trở về, người cha thương xót đón tiếp nó, rồi còn cho nó áo mới, mở tiệc ăn mừng. Thế là ông anh ông ấy nổi sung lên, ông không thèm vào. Và đến khi người cha ra năn nỉ anh ta vào, thì anh ta trả lời làm sao? Cha coi bao nhiêu năm tôi làm công cho ông, mà ông có cho tôi được con bê nào đâu. Cái câu anh ta nói nguyên văn: bao nhiêu năm tôi làm công cho ông. Hóa ra vậy, làm công chứ đâu có làm con. Không bỏ nhà ra đi, vẫn ở trong nhà, nhưng chỉ làm công thôi, chứ không làm con. Thì anh chàng này đại diện cho một lối giữ đạo, vẫn giữ đầy đủ lắm, lễ chủ nhật không bỏ ngày nào, vẫn đọc kinh đầy đủ lắm, thế nhưng mà không bao giờ nghĩ được Chúa là cha, không bao giờ có được cái tâm tư bao dung yêu thương của cha, mà chỉ giữ đạo như là làm công thôi. Để sau này hy vọng chết đi để lên thiên đàng thì Chúa mở sổ ra, Chúa tính để Chúa trả. Làm công chứ đâu có làm con. Anh chị em thấy không? Ta tin Chúa tốt thôi, nhưng mà cái hình ảnh mà mình có về Thiên Chúa là rất quan trọng. Cái hình ảnh mà ta có về Thiên Chúa sẽ định hướng cho đời sống đức tin của mình. Liệu ta có thực sự dám tin vào Thiên Chúa là cha yêu thương không? Hay là mình vẫn chỉ sống đạo như là một người làm công? Liệu ta có thực sự cảm nghiệm được rằng Chúa là một người cha yêu thương không? Hay là lúc nào mình cũng nuôi cái tư tưởng Chúa như là một ông hung thần vậy, và sống đạo trong sợ hãi? Cho nên chiều hôm nay tôi không nói với anh chị em về cái điều gì nó cao xa đâu. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một điều gì hết sức là căn bản, hết sức là nền tảng trong đời sống đức tin của ta, bằng cách là mời anh chị em chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Và chính nơi đấng chịu đóng đinh trên thập giá đó, chúng ta cần phải khám phá lại khuôn mặt Thiên Chúa là cha, khuôn mặt Thiên Chúa là tình yêu. Và khi mà hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu càng thấm sâu vào lòng chúng ta bao nhiêu, thì ta càng có hy vọng để sống một đức tin đích thực như Chúa Giêsu mong muốn bấy nhiêu. Thế bây giờ
Anh chị em đã nghe tôi nói suốt cả nửa tiếng rồi. Tôi xin anh chị em 1-2 phút thinh lặng. Tất cả cộng đoàn chúng ta sẽ đặt mình trước mặt Chúa, nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và nhìn lại đời sống đạo của mình để xem đối với mỗi người chúng ta Chúa là ai. Tôi mời cộng đoàn cùng quỳ gối. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, tất cả chúng con đang cùng quỳ dưới chân Chúa đây, như mẹ Maria và thánh Gioan ngày xưa trên đồi Canvê. Từ dưới chân thập giá mà ngước nhìn lên, chúng con như thấy hình ảnh Thiên Chúa Cha đang trao ban người con duy nhất của Người cho chúng con. Và chúng con khám phá ra Chúa là Cha yêu thương. Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho chúng con vì rất nhiều lần chúng con không dám tin rằng Cha yêu thương chúng con. Nhất là khi cuộc đời chúng con gặp thử thách, gặp khó khăn, cầu xin hoài mà không được, chúng con nghi ngờ tình yêu của Cha. Xin Cha tha thứ cho chúng con vì nhiều khi chúng con cố gắng giữ đạo nhưng không phải như những đứa con hiếu thảo mà chỉ như những người làm công thôi. Xin Cha tha thứ cho chúng con vì dấu thánh giá là dấu nhắc nhớ chúng con về tình yêu của Cha. Vậy mà rất nhiều lần chúng con làm dấu thánh giá như trò chơi, làm dấu thánh giá một cách vô ý thức, một cách ẩu tả hết sức. Xin Cha tha thứ cho chúng con và giúp chúng con mỗi ngày cảm nghiệm rõ nét hơn Cha yêu thương chúng con thực sự, nhất là khi chúng con chiêm ngắm Chúa Giêsu con Cha trên thập giá và mỗi khi chúng con làm dấu thánh giá trên thân xác của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi con đường yêu thương đến nỗi hiến dâng mạng sống cho chúng con. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết đồng hành với Chúa trên con đường yêu thương đó. Mời anh chị em cùng hát lên lời cầu nguyện. Xin Chúa dẫn chúng ta đi trên con đường Chúa đã đi. Thưa anh chị em, khi anh chị em học giáo lý thì sách giáo lý có thể đặt ra một câu hỏi: Chúa Thánh Thần là đấng nào? Rồi sau đó sách giáo lý cung cấp một định nghĩa về Chúa Thánh Thần. Thế còn nếu anh chị em đọc Kinh Thánh thì có tìm được cái định nghĩa nào về Chúa Thánh Thần không?
Không có được. Kinh Thánh không đưa ra một định nghĩa về Chúa Thánh Thần, nhưng Kinh Thánh dùng rất nhiều hình ảnh và biểu tượng để nói về Chúa Thánh Thần. Một trong những biểu tượng đó là nước mà chúng ta nghe trong bài Tin Mừng vừa rồi đó. Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: ai khát hãy đến với ta, ai tin vào ta hãy đến mà uống. Anh chị em thấy không? Khát à? Uống này, rõ ràng là nước chứ còn gì nữa. Thế cho nên một trong những biểu tượng để nói về Chúa Thánh Thần ở trong Kinh Thánh đó là nước. Nhưng để mình hiểu nước ở đây đó muốn nói về cái gì, muốn diễn tả điều gì, thì chúng ta phải trở về với bối cảnh của bài Tin Mừng. Cái bối cảnh mà Thánh Gioan xác định bằng một câu rất ngắn nhưng mà quan trọng: hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều. Tôi có dịp đồng hành với anh chị em giáo dân để học Kinh Thánh trong nhiều năm, và tôi thấy có một điều khó cho anh chị em, đó là mình là người Việt Nam, Kinh Thánh thì được viết bằng tiếng Do Thái, và trong bối cảnh văn hóa và lịch sử Do Thái, thành thử ra về lịch sử, về địa dương, về những truyền thống, về những tập tục của người Do Thái mình không biết. Và nếu mà mình không biết thì mình cũng không thể nào hiểu cho nó phong phú nội dung mà Kinh Thánh diễn tả. Và đây là một ví dụ. Lễ lều là lễ gì? Cho nên anh chị em chịu khó hình dung lại cái lễ lều. Đó là một trong những ngày lễ lớn của người Do Thái. Người ta cử hành mỗi năm vào tháng 7 và kéo dài suốt một tuần, và gọi là lễ lều là bởi vì trong dịp lễ này thì người ta dựng lều ở ngoài sân, ngoài vườn gần đền thờ. Mà dựng lều như thế để làm gì? Để nhắc lại cái thuở xa xưa thời cha ông tổ tiên của mình được Chúa giải thoát ra khỏi đất Ai Cập, nhưng mà không phải đã định cư ở trong đất hứa ngay, mà phải trải qua một hành trình 40 năm trong sa mạc. Và trong hành trình sa mạc đó, bởi vì chưa phải là chỗ để định cư, cho nên người ta đâu có xây nhà làm gì. Người ta đang ở trên đường đi, lúc nào dừng chân thì dựng lều ở đó. Ngay cả hòm bia Thiên Chúa cũng vậy, người ta dựng cái lều đẹp và đặt hòm bia Thiên Chúa ở trong đó. Rồi đến hôm sau hay là một tuần sau đi tiếp thì lại nhổ lều cuốn vô lên đường. Cho nên trong cái dịp lễ lều này, người ta dựng lều để ở, nhớ lại những chuyện xa xưa. Và cũng trong dịp lễ lều, vào ngày kết thúc, ngày long trọng nhất, người ta có nghi thức kiệu nước. Các tư tế đến hồ Siloam lấy nước đổ vào bình, rồi kiệu từ đó về đền thờ. Rồi ông tư tế ông lấy nước đó ông đổ trên bàn thờ. Nghi thức kiệu nước nó cũng nhắc cho người ta nhớ trong hành trình sa mạc, không những là ở lều, mà anh chị em biết rồi, đi trong sa mạc khô khan nóng cháy thì điều cần thiết nhất là nước thôi. Và cũng chính vì thế mà sách thánh kể lại rằng khi mà thiếu nước, không có nước uống, thì dân Do Thái nó nổi khùng lên, nó gây sự với ông Mô-xê.
Ông bảo ông giải thoát chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, ông dẫn chúng tôi vào cái sa mạc này để chúng tôi chết khát à? Thì lúc đấy Chúa mới ra lệnh cho ông Môsê làm phép lạ, cầm cây gậy mà Chúa trao đập vào tảng đá, và từ tảng đá dòng nước trong lành vọt ra để cho dân uống không phải chết khát. Ê, anh chị em hiểu cái bối cảnh lễ lều và nghi thức kiệu nước như vậy thì anh chị em hình dung ra lúc đó Chúa Giêsu đứng ở trong đền thờ và Ngài kêu lên: ai khát hãy đến với ta, ai tin vào ta hãy đến mà uống. Bởi vì từ lòng người dòng nước ban sự sống sẽ được ban cho các người. Và Thánh Gioan nói thêm, cái dòng nước này là Chúa Giêsu muốn nói về Chúa Thánh Thần. Cho nên nước ở đây là hình ảnh, là biểu tượng để nói về Chúa Thánh Thần. Cũng như nước cần thiết cho sự sống thể xác như thế nào thì Chúa Thánh Thần cần thiết cho sự sống thiêng liêng nơi chúng ta như vậy. Cần lắm. Không có nước thì sao mà chúng ta sống? Đối với đời sống thiêng liêng cũng vậy. Thế nhưng bây giờ tôi hỏi tiếp anh chị em, tôi chắc anh chị em nghe các cha giảng rồi, anh chị em cũng nói về đời sống thiêng liêng nhiều lắm. Thế anh chị em hiểu đời sống thiêng liêng ra làm sao? Hình như là nhiều người trong chúng ta khi nói đến đời sống thiêng liêng là mình đặt nó trong sự đối nghịch với đời sống vật chất, phải không? Thế rồi mình khoanh vùng đời sống thiêng liêng. Tôi ở trong nhà thờ đó, đấy là đời sống thiêng liêng. Ra khỏi nhà thờ đi uống cà phê, hết thiêng liêng rồi, đó là vật chất. Lúc nào mà đọc kinh cầu nguyện đó, thì đây là đời sống thiêng liêng. Thế còn khi đi học, đi làm, đi chơi, không có thiêng liêng, đấy là vật chất. Phải vậy không? Thế như vậy là anh chị em nhốt Chúa Thánh Thần ở trong nhà thờ. Anh chị em nhốt Chúa Thánh Thần ở trong bốn bức tường này à? Ngài không có âm hưởng gì, không có tác động gì ở trong đời sống thường ngày của chúng ta sao? Phải suy nghĩ lại. Có lẽ một phần nó do cách dịch, rồi gắn với cái từ ngữ mà chúng ta dịch sang tiếng Việt đó, là một cách hiểu nó chưa đủ. Có thể có một cách dịch khác, thay vì nói đời sống thiêng liêng mà chúng ta dịch từ tiếng Latin là spiritualis, hoặc là ở đây các bạn trẻ mà có quen tiếng Anh spiritual, có thể dịch nó là đời sống thuộc linh, đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần. Thiêng liêng là như vậy, là đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần. Và đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần đó, nó bao trùm toàn bộ đời sống con người, chứ không phải chỉ ở trong cái nhà thờ này. Chúa Thánh Thần không bị nhốt ở trong cái nhà thờ này, mà đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần bao trùm toàn bộ đời sống con người. Tôi lấy một ví dụ ở trong Kinh Thánh, trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata, Ngài nói với các tín hữu thế này: hoa quả của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Hoa quả của Thánh Thần đó, anh chị em thấy không? Đâu có phải là cái chuyện trong nhà thờ.
mà là chuyện trong tương quan cuộc sống giữa con người với con người, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Những ai mà cư xử với người khác một cách nhân hậu, với lòng từ tâm, giữ sự trung tín, có sự hiền hòa, có một cách sống tiết độ, đấy là dấu chỉ của một người sống trong Chúa Thánh Thần. Không phải là chuyện nhà thờ, mà chuyện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi nào dù ăn, dù ngủ, dù đi học, dù đi làm, dù đi chợ, dù đi chơi, nhưng chúng ta sống trong tác động, trong hướng dẫn phù hợp với Chúa Thánh Thần, đấy chính là đời sống thiêng liêng, đời sống thuộc linh, đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần. Cho nên hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi muốn gợi với anh chị em một vài cái suy nghĩ nhỏ nhỏ như vậy về đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta cần ơn Chúa Thánh Thần để có thể sống một đời sống Kitô hữu đúng nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để Người soi sáng cho mình biết điều gì là đúng theo thánh ý Chúa, và Người ban cho mình ơn sức mạnh, ơn can đảm để dám sống với điều tốt lành đó. Và đồng thời mình được mời gọi để cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần. Cộng tác bằng cách là mình xa tránh những việc làm mà Thánh Phaolô nói là việc làm của xác thịt. Và Ngài kể ra là dâm ô, phóng đãng, thờ quấy, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghen tị. Đó là những cái việc của xác thịt mình phải tránh, và thay vào đó cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để tập sống một cái lối sống bác ái, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Như vậy thì hoa trái của Chúa Thánh Thần mới được phát triển phong phú trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Để kết thúc suy niệm chiều hôm nay, chúng ta hãy nhớ lại bài đáp ca hôm nay. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt địa cầu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa sai Thánh Thần đến để Ngài đổi mới chính tâm hồn chúng ta, chính cuộc đời của chúng ta, để mình trở thành khí cụ của Chúa Thánh Thần và góp phần rất nhỏ bé của mình vào công cuộc của Thánh Thần, là công cuộc đổi mới bộ mặt trái đất. Amen. Thưa anh chị em, năm nào thì giáo xứ chính tòa chúng ta cũng mừng lễ bổn mạng và lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường vào mùa vọng, mùa áo tím. Mà áo tím thì buồn lắm, nhưng bởi vì lễ bổn mạng của nhà thờ chúng ta cũng như lễ kỷ niệm cung hiến rơi vào cái tuần đầu hay là tuần thứ hai của tháng 12 thì đương nhiên phải là mùa vọng thôi. Thế nhưng chính cái sự trùng hợp này lại khiến cho tôi suy nghĩ về vị trí độc đáo của nhà thờ chính tòa của Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Anh chị em biết là trong mùa vọng đó thì một trong những khuôn mặt nổi bật nhất là ai nhỉ? Là ông Thánh Gioan Tẩy Giả, phải không? Người loan báo, người dọn đường cho đấng cứu thế ngự đến.
Và như vậy thì tôi liên tưởng đến vai trò của Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, cũng là người tiền hô, người dọn đường cho giáo hội Việt Nam. Và tôi không nói theo cảm tính, bởi vì đã từng là người làm việc ở đây, cho nên là lúc nào cũng khen nhà thờ Đức Bà đâu, không phải vậy đâu, cũng có cơ sở một chút. Anh chị em nhớ lại thử coi, khi chúng ta ra trước tượng Đức Mẹ, đặt trước cửa nhà thờ mình đây này, tượng Đức Mẹ nổi tiếng không những ở Sài Gòn mà cả nước đó, anh chị em có để ý dòng chữ bằng tiếng Latin ghi ngày tháng không? 1959. Cái năm đó đó, đích thân Đức Hồng Y Agazinian, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và là đặc sứ của Đức Thánh Cha Gioan 23, đã đến Việt Nam làm phép tượng và chủ sự một cuộc rước kiệu rất lớn thời bấy giờ. Và ngày hôm sau thì Đức Cha Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền là sức dầu cung hiến nhà thờ chính tòa này thành Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn năm 1959. Một năm sau đó, 1960, thì Đức Thánh Cha Gioan 23 đã ra tông sắc để thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Như vậy, cái việc cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn này là một sự kiện dọn đường, loan báo trước việc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Anh chị em có thấy ông Thánh Gioan Tẩy Giả ở đây chưa? Chúng ta đã thấy cái vai trò dọn đường chưa? Thế cho nên tôi mới dám nghĩ rằng là một cách nào đó, Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn này có vai trò của người tiền hô, của người dọn đường cho giáo hội Việt Nam. Và như vậy thì ngày hôm nay Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn này phải tiếp tục đóng vai trò của mình, vai trò người tiền hô, vai trò người dọn đường cho giáo hội Việt Nam. Bằng cách nào? Anh chị em bước vào nhà thờ chính tòa, từ vài tuần nay là chúng ta đều thấy có cả một băng đồ phôn dài từ trên xuống viết làm sao giáo hội mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ. Trong năm thánh 2010 này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị tất cả cộng đồng dân Chúa ở Việt Nam cùng gắn bó hợp tác với nhau để xây dựng giáo hội Chúa trên quê hương đất nước này theo ba chiều kích: mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Vậy thì khi nói giáo hội là một mầu nhiệm, chúng ta muốn nói điều gì? Chắc là nhiều điều lắm, nhưng mà ít nhất á, có một đôi điều căn bản này về cội nguồn và về sự sống của giáo hội. Giáo hội là một mầu nhiệm bởi vì cội nguồn của giáo hội không phải là do ý muốn và tính toán của loài người, mà là do ý muốn của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã thúc đẩy các sứ giả tin mừng vượt bao nhiêu gian khó đến quê hương đất nước này, đến đất Sài Gòn này để loan báo tin mừng của Chúa cho chúng ta, và giáo hội Chúa dần dần hình thành ở đây. Đồng thời cái sự sống của giáo hội á, sự sống đích thực của giáo hội không phải là ở cơ cấu tổ chức. Cho dù người ta khen giáo hội công giáo của mình là tổ chức đâu ra đấy, từ trên xuống dưới chặt chẽ lắm, nhưng mà sự sống đích thực của giáo hội nó không nằm ở đấy,
nó cũng không nằm ở sự khôn ngoan của những vị lãnh đạo, sự khôn ngoan loài người, mà là trước hết và trên hết, sự sống ấy là ân sủng của Thiên Chúa, là lời của Thiên Chúa hướng dẫn hội thánh. Giáo hội là một mầu nhiệm theo nghĩa như vậy. Vậy thì nếu Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn này đóng vai trò tiền hô, đóng vai trò người dọn đường của Giáo hội Việt Nam, thì hơn bất cứ nơi nào, Vương cung Thánh đường này phải đi bước trước trong lĩnh vực này. Bằng cách Vương cung Thánh đường này phải làm nổi bật lên chiều kích mầu nhiệm của giáo hội. Tôi nghĩ rằng ngay kiến trúc của nhà thờ Đức Bà này đã mang chiều kích mầu nhiệm. Giữa một thành phố công nghiệp như Sài Gòn, nhưng mà mỗi một lần người ta đến nhà thờ Đức Bà, người ta đi từ đường Đồng Khởi ngược lên, nhìn thấy ngôi nhà thờ với hai ngọn tháp vút cao, thì nguyên cái kiến trúc đó đã nâng tâm hồn người ta lên. Và cho dù thành phố này càng ngày càng có nhiều cao ốc đẹp, tôi vẫn cứ chủ quan nghĩ rằng không có cái cao ốc nào có vẻ đẹp riêng của nhà thờ Đức Bà. Cái vẻ đẹp của sự thánh thiện, vẻ đẹp của sự thăng hoa, vẻ đẹp của mầu nhiệm. Nhìn bên ngoài như thế, và khi người ta bước vào trong nhà thờ này, thì giữa lòng một thành phố xô bồ và lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, người ta cảm nhận được ở đây một bầu khí thánh thiêng, tĩnh mịch, đem lại sự bình an cho tâm hồn. Anh chị em có cảm nghiệm đó không? Cho nên nguyên cái kiến trúc của nhà thờ này nó đã diễn tả chiều kích mầu nhiệm rồi. Nhưng như thế mà thôi thì chưa đủ. Để diễn tả cái chiều kích mầu nhiệm này, thì tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn này phải là nơi lời Chúa được loan báo như dòng nước mát chảy vào tâm hồn của con người, mang lại sức sống cho con người. Vương cung Thánh đường này phải là nơi mà những giọng hát thánh ca vang lên véo vót, nâng tâm hồn người ta lên. Như ca đoàn của chúng ta chiều hôm nay hát rất là hay, và tôi mong là mỗi một ngày còn hát hay hơn nữa. Anh chị em có biết là có bao nhiêu người chỉ vì vào nhà thờ Đức Bà nghe thánh ca mà trở lại đạo không? Trong thời gian phụ trách lớp giáo lý dự tòng ở đây, tôi đã gặp nhiều tâm hồn như thế, đến nhà thờ để nghe thánh ca và nhờ đó mà trở lại đạo. Và cũng vậy, Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn phải là nơi mà ở đấy những cử hành phụng vụ được cử hành một cách thật trang trọng, thánh thiêng, có sức để nâng tâm hồn con người lên với Chúa. Đấy là đóng vai trò tiền hô. Thế rồi, khi chúng ta nói giáo hội là sự hiệp thông, chúng ta muốn nói điều gì? Chúng ta muốn diễn tả rằng khi mỗi một người được hiệp thông với Chúa, thì đồng thời họ cũng được hiệp thông với nhau. Khi mỗi một người nhìn nhận Chúa là cha, thì mọi người trở thành anh chị em với nhau trong một nhà. Như Thánh Phaolô nói, anh chị em tuy đông đảo thế này, nhưng anh chị em ăn cùng một bánh và uống cùng một chén, cho nên anh chị em làm nên một thân mình. Giáo hội là sự hiệp thông, và sự hiệp thông đó được thể hiện một cách rõ nét nhất qua tình yêu thương chúng ta trao cho nhau, sự chăm sóc mà chúng ta quan tâm đến nhau, và đặc biệt những anh chị em khó khăn thiếu thốn. Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn đóng vai trò tiền hô ở chiều kích hiệp thông này, khi mà Vương cung Thánh đường này thúc
đẩy tinh thần hiệp thông trong giáo hội, đặc biệt là trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đã cố gắng làm điều đó từ lâu. Ở đâu người ta cũng nhắc đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, rất nổi tiếng về lòng quảng đại. Bản thân tôi cũng lấy làm lạ. Không có một nhà thờ nào mà Chúa Nhật nào cũng đề nghị quyên góp cho nơi này, nơi kia, túng thiếu, nghèo khổ. Mà tuần nào cũng cả 100 triệu. Và có một cái lạ lắm là nhà thờ nào ở cái vùng mà càng khổ thì lại càng được nhiều. Cái sự hiệp thông nó biểu lộ rõ nét lắm. Khi mà những anh chị em đến Vương cung Thánh đường Đức Bà này để làm việc thờ phượng Chúa, thì đồng thời trái tim nhân ái cũng mở rộng, trái tim yêu thương mở rộng để hiệp thông với mọi người, đặc biệt là những ai gặp khó khăn, túng thiếu, những cộng đoàn nào cần được giúp đỡ. Và ước gì cái công việc đó nó càng ngày càng phát triển hơn, thúc đẩy sự hiệp thông. Thế rồi thưa anh chị em, khi chúng ta nói giáo hội, sứ vụ, mình muốn nói cái gì? Muốn nói rằng giáo hội đón nhận từ nơi Chúa một sứ mạng để loan báo tin mừng của Chúa cho những anh chị em chưa biết Chúa. Và con đường, phương cách loan báo tin mừng tốt nhất đó là chính chứng tá đời sống yêu thương phục vụ của chúng ta. Vậy thì Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn đóng vai trò tiền hô của Giáo hội Việt Nam cũng phải đi bước trước trong việc này, phải trở thành nơi loan báo tin mừng của Chúa cho những anh chị em chưa biết Chúa. Đã nhiều lần tôi nghe cha Sở ở đây, cũng là cha tổng đại diện của giáo phận thành phố, chia sẻ với tôi. Ngài nói rằng bây giờ nhà thờ Đức Bà là trung tâm điểm du lịch của thành phố này. Khách du lịch nước ngoài hay là trong nước đến đây đông lắm à. Và Ngài mong ước làm sao khách du lịch đến đây không chỉ để tham quan một kiến trúc đẹp, mà phải nhân cơ hội đó giới thiệu cho người ta về Chúa chứ, giới thiệu cho người ta về giáo hội chứ. Ngài mong ước cái điều đó từ lâu rồi. Và tôi nghĩ là Ngài cùng với các linh mục phụ tá ở đây đang bắt đầu cái công việc đấy rất cụ thể. Và nó chứng tỏ Vương cung Thánh đường này là nơi đóng góp cho công cuộc loan báo tin mừng. Và nếu được nói điều gì hơn thì tôi còn mong ước thêm một điều, là không chỉ ở chỗ hướng dẫn khách du lịch, nhưng mà ước gì ở Vương cung Thánh đường Đức Bà này tổ chức những khóa, những buổi thuyết trình để giới thiệu về đạo Chúa, về giáo hội, về tin mừng của Chúa cho những anh chị em chưa biết, hay là những anh chị em người ta quan tâm đến Kitô giáo như là một nét văn hóa trong lịch sử và đời sống của nhân loại. Không chỉ là giáo lý dự tòng, nhưng mà là giới thiệu Kitô giáo cho những người muốn biết về đạo của chúng ta. Thưa anh chị em, tôi mạo muội chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình và suy nghĩ như thế về Vương cung Thánh đường Đức Bà của chúng ta trong vai trò tiền hô, người dọn đường của Giáo hội Việt Nam. Anh chị em và tôi hãnh diện bởi vì mình có nhà thờ Đức Bà chứ, hãnh diện chứ. Bây giờ nói đến Sài Gòn thì hình ảnh nào là biểu tượng của Sài Gòn? Thường người ta nghĩ đến hai hình ảnh. Thứ nhất đó là chợ Bến Thành. Nhưng mà xem chừng chợ Bến Thành bây giờ nó biến dạng. Và hình ảnh thứ hai mà bắt mắt người ta nhất là nhà thờ Đức Bà.
chiếu nhà thờ Đức Bà liền cái ai cũng biết Sài Gòn. Không chỉ công giáo mà cả ngoài công giáo cũng vậy. Cho nên không lạ gì là các cô dâu chú rể là cứ thi nhau đến nhà thờ Đức Bà mà chụp hình. Ngày nào tôi đi qua đây tôi cũng gặp, không cặp này thì cặp khác. Và không lạ gì là bao nhiêu phim ảnh ở Việt Nam cũng đến đây để mượn cái phối cảnh của nhà thờ Đức Bà. Chúng ta hãnh diện chứ, hãnh diện về ngôi nhà thờ này, về vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Nhưng mà càng hãnh diện bao nhiêu thì mình càng phải có trách nhiệm bấy nhiêu. Trách nhiệm gìn giữ di sản đức tin mà cha ông để lại cho mình. Và trách nhiệm của một người tiền hô dọn đường của giáo hội Việt Nam khi ta cùng nhau đóng góp để xây dựng giáo hội như một mầu nhiệm, như sự hiệp thông và là một giáo hội lãnh sứ vụ loan báo tin mừng. Trách nhiệm đó tất cả chúng ta được mời gọi để cùng chia sẻ, cùng làm chung. Nhưng cho dù chúng ta cố gắng đến đâu, ta vẫn không thể tự mình làm tất cả mọi sự. Ta cần đến ơn Chúa trợ giúp